Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài An Giang đoàn kết chiến thắng đại dịch Covid-19 kỳ 1, đồng lòng chống dịch. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 1 tháng 11, thành phố Châu Đốc ghi nhận 29 ca mắc mới, trong cộng đồng 14, trong đó 3 trường hợp tại khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, một trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngoan, hai trường hợp tại ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, ba trường hợp tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, một trường hợp tại khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, hai trường hợp tại khóm 2, phường Châu Phú A, một trường hợp tại khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B, một trường hợp tại khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam. Trong khu phong tỏa, một trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguyên. Trong khu cách ly tập trung 14, trong đó khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang 10, khu cách ly trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 2, khu cách ly trường trung học cơ sở thủ khoa quân 2. Đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt dịch là 694 ca, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 383, tử vong 14. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 297. Trong đó có 27 F0 mới và 5 F0 cũ chưa được chuyển đến khu điều trị và 2 F0 của huyện An Phú xin chuyển về huyện An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 7, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân, 44 F0. Ngoài ra bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 14 F0 của huyện Phú Tân, 2 F0 của huyện chợ mới, 1 F0 của huyện Tri Tôn. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 8, mẫu giáo Anh Đào, 49 thực tế là 54 người do có 5 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 6 trẻ em. Trường tiểu học A Vĩnh Nguân 19, thực tế là 20 người do có một trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 136, trong đó có 16 trẻ em. Cách ly tập trung, quản lý 663 người, 3.901 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 1.163 người và 4.132 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Các ca mắc COVID-19 ghi nhận ngoài cộng đồng tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao như người đi khám chữa bệnh, tài xế, phụ xe, từ tỉnh hành ngoài vào An Giang do đó ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm soát dịch tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ khu vực nguy cơ để phát hiện sớm khoanh dùng dập dịch tập trung ra soát nắm bắt chặt chẽ các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh, tổ chức xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp. Đối với các cơ sở buôn bán kinh doanh, cần tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh đối với việc giao nhận, mua bán, trao đổi hàng hóa. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của tỉnh. Theo tinh thần, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng phải tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vaccine. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K để giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Người dân từ các tỉnh thành khác vào An Giang phải thực hiện khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR code qua các ứng dụng BC COVID, sổ sức khỏe điện tử, VNEID cần chủ động tại ứng dụng và khai báo y tế trước khi vào tỉnh, để khai báo y tế nhanh chóng tại các chốt kiểm dịch giúp cho công tác kiểm soát y tế diễn ra nhanh chóng, tránh gây ủng tắc giao thông. Tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của tỉnh đã ban hành, nêu cao tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, chung tay hỗ trợ chính quyền địa phương phát giác, trình báo các trường hợp từ địa phương khác đến về tỉnh nhưng không khai báo theo quy định. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Phan Hữu Thanh dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc tại thành phố Châu Đốc để kiểm tra thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2021. Tiếp đoàn có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe thành phố báo cáo kết quả thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2021. Năm 2021, thành phố Châu Đốc đã ban hành các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, được triển khai đồng bộ toàn diện, các bước chuẩn bị kế hoạch, sự phối hợp giữa các ban ngành địa phương, phường xã trong thành phố. Kết quả, Quỹ ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới, trong đó lòng ghép giới thiệu những điểm mới của luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Có 100 cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tham dự. Thanh tra thành phố phối hợp phòng tư pháp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua đó tuyên truyền tại 7 xã phường được 7 cuộc, có 258 lượt cán bộ công chức và nhân dân tham dự thường xuyên cập nhật, bổ sung luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản liên quan thông qua hình thức tụ sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị, phục vụ việc tra cứu tìm hiểu pháp luật, góp phần thiết thực vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công nhân viên chức tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Toàn thành phố Châu Đốc có 123 báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật đều được tập huấn bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng 100%. Bên cạnh đó, việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp được chú trọng quan tâm. Tuy nhiên còn một số hạn chế như do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức phổ biến pháp luật còn hạn chế về số cuộc và người dân tham dự, chủ yếu tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh trên địa bàn thành phố. Ngày 31 tháng 10 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Châu Phú A tổ chức tiêm vét vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho người cao tuổi và người chưa được tiêm tại 4 điểm tiêm trên địa bàn phường trong đợt này trạm y tế phường châu phú a đã tiêm 334 liều vaccine pfizer cho các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng và các đối tượng 65 tuổi trở lên người mắc bệnh mạng tính phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên tại các điểm tiêm chủng đều tuân thủ các biện pháp phòng như đo thân nhiệt khai báo y tế đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch đồng thời trạm y tế phường chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang thiết bị để cấp cứu kịp thời nếu có các phản ứng không mong muốn sau khi tiêm theo ghi nhận, công tác tiêm chủng đang diễn ra khẩn trương và an toàn. Qua năm đợt triển khai tiêm vaccine toàn dân, tính đến nay, phường Châu Phú A đã tiêm được 14.366 liều vaccine cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, trạm y tế phường cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào khai báo điện tử phục vụ công tác phòng chống dịch hiệu quả hơn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BC Covid, tạo thuận lợi phục vụ cho công tác hoàn thiện hộ chiếu vaccine cho người dân, cũng như quản lý tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngày 31 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú B trao tặng thịt gà và các nhu yếu phẩm cho 100 hộ dân tại các khu vực cách ly y tế trên địa bàn khóm Châu Thới, Châu Thới 2 và lực lượng bảo vệ dân phố đang thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B. Từ nguồn vận động của các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng với sự tham gia đóng góp tích cực của các mạnh thường quân đã thể hiện trách nhiệm xã hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chung tay góp sức cùng phường Châu Phú B đẩy lùi và chiến thắng đại dịch COVID-19. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 2021, Tổ công tác Đội Quản lý Thị trường số 4 đến làm việc với doanh nghiệp siêu thị Tứ Sơn và siêu thị Co-op Châu Đốc. Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã trao đổi với các doanh nghiệp về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, về đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng quá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời vận động các doanh nghiệp ký cam kết không kinh doanh, hàng quá nhập lậu, không sản xuất tàn trữ buôn bán hàng cấm hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng quá không đảm bảo chất lượng và hàng quá không đảm bảo an toàn thực phẩm các chủ doanh nghiệp đều đồng tình hưởng ứng và chấp hành nghiêm các quy định trong kinh doanh bảo đảm kinh doanh hàng quá có xuất xứ rõ ràng với sự quyết tâm và các giải pháp đồng bộ ngành chức năng sẽ từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả góp phần ổn định môi trường kinh doanh nhất là quyền lợi của người tiêu dùng Ngày 1 tháng 11, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú B đã trao 31 phần quà, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và một số nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các hộ gia đình trên địa bàn đang có người cách ly y tế tại nhà để phòng chống dịch Covid-19 từ nguồn dẫn động của các mạnh thường quân hỗ trợ, nhằm chia sẻ cùng nhân dân từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên địa bàn, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường cùng với các ban ngành đoàn thể Phường cho Phú B đã có nhiều đợt hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ thuê trọ trên địa bàn vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác chăm lo giúp đỡ cho các gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời để các gia đình có thêm điều kiện khắc phục khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng chống dịch theo quy định. Xác định tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường Vĩnh Quân đạt hiệu quả. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Quân đã chỉ đạo trạm y tế phường tập trung nhân lực vật lực đẩy nhanh tiến độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng bệnh cho người dân trên toàn phường. Hiện tổng số người dân trên toàn phường Vĩnh Quân là 6.235 người. Đến nay đã tiêm vaccine mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên được 4.000 người. Mũi 2 là 227 người, đạt tỷ lệ trên 66%. Thời gian tới, phường Vĩnh Quân sẽ đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi 1 và triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian đồng thời chuẩn bị lập danh sách đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn đến đó, người dân được nhân viên y tế dặn dò chi tiết để nhận biết các biểu hiện bình thường và bất thường sau khi tiêm, đồng thời cung cấp số điện thoại để liên hệ ngay nhân viên y tế khi cần thiết. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Phường Châu Phú B xác định tiêm vaccine cùng với thực hiện 5K là giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và đảm bảo đầy đủ nhân lực trong việc hướng dẫn tiếp đón, khám sàng lọc, tư vấn, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm theo quy định. Phường Châu Phú B đã quy động cán bộ nhân viên y tế và các tình nguyện viên cùng tham gia công tác tiêm chủng từ nguồn vaccine được phân bổ từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, phường Châu Phú B đã tiêm được 12.971 liều vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường. Trạm Y tế phường tiếp tục tập trung triển khai tiêm vaccine ngay sau khi tiếp nhận. Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng đã tiêm mũi 1, đủ thời gian tiêm mũi 2. Vì sự an toàn của chính mình, gia đình và trách nhiệm với cộng đồng, mỗi người dân khi đến lượt hãy đi tiêm vaccine và tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, phường cho phú B tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của nhân dân, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch ngày 1 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch số 669 trên KHUBNZ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt năm 2022, trong đó tập trung vào tháng của ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3 và thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch tết âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2021 vào tháng 11, tập trung tổ chức trong tháng 3, tháng cao điểm và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022. Ba nội dung chính được triển khai bao gồm: các hoạt động hướng tới ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, tùy điều kiện thực tế, các hoạt động tổ chức trực tuyến hay tập trung các hoạt động trong tháng cao điểm và các hoạt động tiếp nối tháng cao điểm trong đó có nhiều hoạt động cụ thể như phát hành tờ rơi hoặc sổ tay tuyên truyền dưới hình thức điện tử hướng dẫn người tiêu dùng về cách thức mua hàng các dấu hiệu nhận biết hàng thật hàng giả hàng kém chất lượng trong mua sắm đặc biệt mua sắm qua online qua các mạng xã hội facebook zalo phối hợp với một số sàn giao dịch thương mại điện tử, website thương mại điện tử, các tổ chức cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, triển khai chương trình khuyến mại tri ân người tiêu dùng. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn phường Châu Phú B đã xuống giống các loại hoa cúc để phục vụ thị trường Tết. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nông dân phường Châu Phú B giảm diện tích gieo trồng hoa phục vụ Tết năm 2022. Lo ngại sự biến động của thị trường trong bối cảnh dịch COVID-19 nên dù qua Tết năm nay, ông Hồ Tấn Phong, phường Châu Phú B đã xuống giống vụ hoa Tết khoảng 700 chậu hoa cúc pha lê, giảm phân nửa so với năm trước. Theo ông Phong, dù hiện tại thời tiết tương đối thuận lợi, nhưng do khó khăn chung về kinh tế, thu nhập người dân không ổn định, nên các hộ trồng hoa Tết năm nay lo ngại nguồn ra không tiêu thụ cao. Có thể nói vụ hoa Tết là vụ mùa bán được giá nhất trong năm, nên bà con nông dân phường Châu Phú Bê tranh thủ xuống giống, với mong muốn khi trở lại trạng thái bình thường, nông dân trồng qua Tết năm nay sẽ trúng mùa bán được giá. Hiện nay, thời tiết đang chuẩn bị vào mùa mưa, tình hình dịch bệnh ở trẻ em, nhất là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng. Trạm Y tế Phường đã triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn, xử lý triệt đề các ổ dịch ngay khi phát hiện. 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết không phát sinh, bệnh tay chân miệng ghi nhận 6 ca. Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết tay chân miệng, trạm y tế phường Vĩnh Quân tăng cường các hoạt động giám sát, chủ động khoanh dùng và xử lý triệt để, không để ổ dịch lan rộng và kéo dài. Mở rộng thêm phạm vi xử lý ổ dịch, đảm bảo 100% ổ dịch được phun hóa chất ngay sau khi xác định. Tập trung truyền thông, phát trên loa truyền thanh phường trước và trong khi thực hiện các chiến dịch diệt lăng quăng để người dân biết và phối hợp thực hiện tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tay chân miệng kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh xử lý ngay khi phát hiện bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết hiện chưa có vaccine phòng ngừa do vậy việc phòng ngừa không để bệnh lây lan trong cộng đồng thì người dân cần phải thường xuyên vệ sinh nhà cửa thông thoáng không để ứ động nước diệt lăng quăng không cho mũi sinh sản ngủ mùng kể cả ban ngày thường xuyên rửa tay đồ chơi của trẻ với sự nỗ lực của ngành y tế người dân cần nêu cao cảnh giác phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình cũng như cộng đồng để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, thời gian qua, đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp siết chặt biên giới, tạo lá chắn thép, ngăn chặn hiệu quả tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn biên giới phối hợp với công an quân sự duy trì quản lý chặt chẽ 26 chốt cố định và hai tổ lưu động với 242 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, kết hợp quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác hoặc có các hành vi tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên biên giới. Qua đó bắt xử lý 11 vụ trên 21 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử phạt với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là 85 triệu đồng, bàn giao cho ban chỉ đạo đưa đi cách ly tập trung 21 đối tượng thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, đồn biên phòng Vĩnh Quân đã tích cực phối hợp với đảng ủy, ủy ban nhân dân phường, các tổ chức đoàn thể xã dĩnh Tế, phường Vĩnh Quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo phù hợp với địa bàn như tuyên truyền đến từng gia đình, tuyên truyền qua loa phát thanh của địa phương. Qua tuyên truyền đến nay đã có 4.291 trên 4.291 hộ gia đình trên khu vực biên giới ký cam kết tham gia thực hiện phong trào đạt 100%. Phối hợp với giới địa phương tặng miễn phí 1.500 khẩu trang y tế và thăm tặng 200 phần quà cho các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng số tiền 43 triệu đồng từ nguồn của đơn vị và vận động của các nhà hảo tâm trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với 8 khóm ấp trực tiếp quản lý, triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình, hợp thư tố giác, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, cung cấp kịp thời nhiều thông tin giá trị giúp cho đơn vị và các lực lượng chức năng kịp thời xử lý và ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19. Quy mô và mức độ lây lan mỗi đợt có xu hướng phức tạp hơn. Tại An Giang, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị, hỗ trợ từ trung ương và sự đồng thuận của nhân dân, dịch bệnh đang được kiểm soát. Kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên trong tỉnh vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, từng lúc từng nơi tình hình dịch bệnh ở An Giang diễn biến rất phức tạp. Chính quyền rất quyết tâm và người dân rất đồng thuận trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh đang tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt để chủ động ứng phó, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, các địa phương thực hiện khá tốt các đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, chỉ thị số 15 nâng cao của Thủ tướng Chính phủ và các quy định nên cơ bản kiểm soát dịch bệnh đa số người dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tin tưởng vào chính sách đúng đắn của đảng nhà nhà nước, tự giác thực hiện giãn cách, hạn chế ra đường không cần thiết. Các địa phương đã chủ động thành lập chốt tổ lưu động để kiểm soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và phát phiếu đi chợ cho từng hộ gia đình, phân luồng theo ngày, đảm bảo giãn cách và phục vụ truy vết khi cần thiết. Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Phan Dân Điền Phương cho biết, ngay lúc dịch bệnh bùng phát ngành y tế tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác chốt chặn kiểm tra người và phương tiện ra vào tỉnh qua đó đã phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh đưa vào trong khu cách ly điều trị không để lây lan công tác khoanh dùng truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần đã kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh đưa vào cách ly điều trị trong giai đoạn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 và chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, bằng các giải pháp đã đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Minh Hùng cho biết, hàng hóa thiết yếu rất dồi dào, đảm bảo đủ cung ứng cho người dân, không xảy ra tình trạng khan hiếm, gián đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng. Giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng giảm tùy theo từng loại, giao động từ 5 đến 10% so với trước khi giãn cách xã hội. Toàn tỉnh có 203 chợ truyền thống, trong đó có một chợ đầu mối đang hoạt động bình thường. Theo đó, tỉnh đã thành lập tổ phản ứng nhanh, bộ phận giúp việc, hỗ trợ tiêu thụ và lưu thông nông sản trong tình hình dịch COVID-19, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh hiện nay trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh an giang nguyễn thanh cường cho biết tăng cường quản lý chặt chẽ các khu công nghiệp doanh nghiệp xây dựng phương án ba tại chỗ bao gồm sản xuất tại chỗ ăn uống tại chỗ nghỉ ngơi tại chỗ các cơ sở có nhiều lao động đã giảm quy mô bố trí làm việc theo ca giãn cách bảo đảm các quy định phòng chống dịch ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, bảo đảm không để đình trệ, yêu cầu người đứng đầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương trong tỉnh đã duy trì các chốt đội tuần tra lưu động để kiểm soát 24 trên 7 việc chấp hành quy định phòng chống dịch, áp dụng việc phát phiếu đi chợ cho người dân nhằm đảm bảo giãn cách phân luồng. Các địa phương chủ động chuẩn bị cho tình huống cao hơn, khẩn trương xây dựng các công trình đã được tỉnh cho chủ trương. Sở Y tế An Giang đề xuất cơ sở thu dung điều trị F0 không có triệu chứng để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định ra soát văn bản để điều chỉnh phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội, tinh thần chống dịch của người dân đã được nâng lên rất cao, người dân chấp hành nghiêm việc ai ở đâu ở đấy tuân thủ quy định kiểm soát phiếu đi chợ hai lần trên tuần. Các chợ thực hiện nghiêm việc giãn cách, các tiểu thương mua bán theo lịch chẳng lẽ, phun xịt khử khuẩn vào cuối tuần. Tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian giãn cách xã hội được đảm bảo. Tổ kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 25 tháng 10, các ngành chức năng tỉnh đã phát hiện 161.303 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 10,1 tỷ đồng. Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đa số người dân ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, tin tưởng vào chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước. Người dân tự giác thực hiện giãn cách, hạn chế ra đường khi không cần thiết, khi ra đường đều mang khẩu trang, không tập trung đông người. Việc phân luồng, vận chuyển tạo thuận lợi cho hàng hóa được thông suốt, đảm bảo cung ứng, giá cả thị trường bình ổn, không gây xáo trộn trong việc mua sắm hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu của người dân. Cùng với đó, hoạt động từ thiện xã hội diễn ra mạnh mẽ, tổ chức nhiều mô hình như cửa hàng không đồng, chuyến xe không đồng, cung cấp rau củ và các thực phẩm thiết yếu, cây ATM gạo, tổ dân chuyển cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đi chợ giúp dân, kịp thời hỗ trợ người dân yên tâm chống dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe bài An Giang đoàn kết chiến thắng đại dịch COVID-19 kỳ 1 đồng lòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp tới việc thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường Châu Phú A. Trong bối cảnh đó, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Quỹ Ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc, Quỹ Ban Nhân dân phường Châu Phú A đã tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và triển khai đồng bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe bài Phường Châu Phố A quyết tâm sớm trở lại cuộc sống bình thường mới. Ngay từ đầu năm 2021, Phường Châu Phố A đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng toàn diện đến các hoạt động của Phường. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường cho phố A đã đoàn kết đồng lòng, triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch, tập trung mọi nguồn lực rà soát các nhiệm vụ chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng các cấp chính quyền từ phường đến các khóm đã tranh thủ thời cơ, huy động hiệu quả các nguồn lực cùng với sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường Châu Phú A trong thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội, nên đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 84,6%, chi ngân sách nhà nước đạt 82,27% dự toán năm. Vụ lúa đông xuân 2020-2021, thu hoạch dứt điểm là 211,9 ha, đạt năng suất bình quân khoảng 8 tấn trên 1 ha. Vụ lúa hè thu, thu hoạch diện tích 209,9 ha, đạt năng suất bình quân khoảng 6,5 tấn trên 1 ha. Trong 9 tháng đầu năm, nông dân chuyển đổi cây trồng từ lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái với diện tích là 5 hecta. Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn phường Châu Phú A được quan tâm. Chất lượng các dự án theo kế hoạch vốn năm 2021 đảm bảo tiến độ. 100% các hộ tiểu thương đã di dời vào chợ Châu Đốc mới. Hiện hoạt động kinh doanh của các hộ tiểu thương ổn định. Đạt được những kết quả trên chính là nhờ sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền phường Châu Phú A đã thường xuyên quan tâm, rà soát hiện trạng sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn dưới mắt, giúp cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh doanh, kêu gọi người dân, hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cũng như chỉ đạo các địa phương thực hiện có hiệu quả việc giãn cách xã hội, chung sống an toàn với dịch bệnh và phục hồi sản xuất kinh doanh sau khi giãn cách. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị chức năng chủ động các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chuyển biến bằng hành động tự khai báo và thực hiện nghiêm túc việc cách ly khi bản thân, người nhà, người xung quanh di chuyển từ dùng dịch về, người có tiền sử tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh. Đồng thời, giao lực lượng công an phường, quản lý điều tra, nắm chắc tình hình biến động dân cư, nhất là người dân đi từ dùng có dịch trở về. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân phường Châu Phú A đã thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng trực tại chốt bao gồm y tế, công an, quân đội và các ban ngành liên quan đã nỗ lực hết mình để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Song song đó, phường cũng đã thực hiện đầy đủ kịp thời và đúng quy định về các chế độ trợ cấp tiền Tết cho các đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phường cũng đã vận động được 966 triệu 166 nghìn đồng gồm tiền và hiện vật, qua đó đã hỗ trợ cho 19.067 lượt hộ. Ngoài ra, gian hàng không đồng của phường còn hỗ trợ thêm các suất ăn cho các chốt trực, vận chuyển hàng không đồng với tổng số tiền trên 217 triệu đồng. Phát tiền hỗ trợ Covid-19 cho 138 trường hợp bán vé số với số tiền là 207 triệu đồng. Qua đó đã giúp cho người dân càng an tâm thực hiện tốt các đợt giãn cách xã hội. Những tháng cuối năm 2021, phường Châu Phú A tiếp tục xác định thực hiện đồng thời nhiệm vụ kép là vừa chủ động thực hiện các giải pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021, tạo tiền đề phát triển cho cả giai đoạn 5 năm 2021-2025. Để có thể hoàn thành và hoàn thành dược các chỉ tiêu đề ra, ngoài việc triển khai thực hiện tốt các biện pháp phường châu phú a kêu gọi các cấp các ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường châu phú a cần chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội xem đây là trách nhiệm thể hiện ý chí khát vọng của đảng bộ chính quyền và nhân dân phường châu phú a vượt qua mọi khó khăn thử thách từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới. Thời gian qua, đồn biên phòng Vĩnh Quân thường xuyên phối hợp Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Tế, phường Vĩnh Quân triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, phát động phong trào phòng chống COVID-19 trên khu vực biên giới, quy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, ngăn chặn không để dịch lây lan từ bên ngoài vào bên trong nước đồn biên phòng Vĩnh Quân đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới đã nhanh chóng đi vào trong đời sống, quy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân cùng với bộ đội biên phòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và 30, không xuất nhập cảnh trái phép không bao che, tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép và không tổ chức đưa đón môi giới xuất nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền vận động người dân tại khu vực biên giới nâng cao nhận thức đúng đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo thông điệp 5K của Bộ Y tế bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú đa dạng. Như thông qua hệ thống truyền thanh xã phường, tuyên truyền đến từng cá nhân, hộ gia đình, cho làm cam kết 4.291 trên 4.291 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Ngoài ra, phối hợp với các khóm ấp trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện mô hình, hợp thư tố giác hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, đơn vị tặng 1.500 khẩu trang y tế, 200 phần quà cho những gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với tổng trị giá 43 triệu đồng từ nguồn của đơn vị và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn. Từ những việc làm cụ thể đã phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân trong thực hiện phong trào, đặc biệt nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị để lực lượng chức năng đưa ra biện pháp xử lý ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Qua phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho người dân khu vực biên giới phòng chống dịch Covid-19 và quy động sức mạnh nhân dân tham gia phòng chống xuất nhập cảnh trái phép ở địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp với công an, quân sự duy trì quản lý chặt chẽ 26 chốt cố định và hai tổ lưu động với 242 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia kết hợp quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác hoặc có hành vi tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên tuyến biên giới qua đó bắt xử lý 11 vụ trên 21 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Xử phạt với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước là 85 triệu đồng, bàn giao cho ban chỉ đạo đưa đi cách ly tập trung 21 đối tượng nhằm động viên cán bộ chiến sĩ trực chốt tại các khu vực tuyến biên giới an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối kết hợp Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành, thành phố Châu Đốc và Công an quân sự thành phố đến thăm tặng quà được 85 phần cho các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới với tổng trị giá là 125 triệu đồng nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế, phường Vĩnh Nguyên hỗ trợ lương thực thực phẩm bao gồm 20 bao gạo khoảng 20 triệu đồng và tham gia sửa chữa và cố các chốt phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ 4 chiếc chở lại để phục vụ đi lại của cán bộ chiến sĩ thời gian tới Đồng biên phòng vĩnh quân tiếp tục quán triệt phổ biến nhân rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép tăng cường mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng đứng chân trên địa bàn để kịp thời phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép đảm bảo an toàn không để dịch bệnh lây lan vào nội địa Quý vị và các bạn vừa nghe bài Phát huy sức mạnh toàn dân phòng chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị và các bạn, hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, xả chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường là nỗi lo lắng bức xúc của người dân xung quanh trao đổi nhắc nhở hộ chăn nuôi không mang lại hiệu quả người dân đành nhờ đến chính quyền địa phương cơ quan chức năng vào cuộc đồng thời đề nghị hội đồng nhân dân tỉnh an giang có tiếng nói để can thiệp giải quyết tình trạng trên Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho biết, thời gian qua, công tác tuyên truyền về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được phối hợp thực hiện bằng nhiều thức phong phú đa dạng. Thông qua ngày môi trường hàng năm, tập huấn sổ tay, tờ bướm, truyền thông trên báo chí, các mô hình bảo vệ môi trường, qua đó góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, đoàn thể trong việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ngoài ra thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới người dân đã được sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn hoạt động chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường sở tài nguyên và môi trường an giang hướng dẫn người dân thu gom hướng dẫn địa phương mở rộng tuyến thu gom để bảo vệ môi trường nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới để giúp cho cán bộ phụ trách tài nguyên và môi trường ở địa phương nắm bắt và hiểu trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ kịp thời tham mưu kiểm tra xử lý theo đúng quy định khi có vụ việc cụ thể xảy ra năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường biên soạn và phát hành sổ tay kiểm tra về tài nguyên và môi trường gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã nghiên cứu triển khai thực hiện. Đồng thời lòng ghép tuyên truyền hướng dẫn các nội dung nêu tại sổ tay, công tác xử lý vi phạm hành chính, về hành vi vi phạm, về quản lý chất thải, quy định về xả nước thải, dược quy chuẩn môi trường, quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư. Theo Nghị định số 155 trên 2016 trên NDCB ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các buổi tuyên truyền pháp luật ở địa phương. Tuy nhiên đối với một số lĩnh vực chăn nuôi và thu rác thải sinh hoạt vẫn còn một số phản ánh bức xúc của cử tri. Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang ghi nhận và xử lý cụ thể từng trường hợp phản ánh. Qua khảo sát và báo cáo của địa phương, đa số phản ánh liên quan đến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình tận dụng đất vườn nhà để chăn nuôi không theo quy hoạch, tự phát theo kinh nghiệm. Chính vì vậy, họ không thực hiện theo quy chuẩn chăn nuôi không đảm bảo quy chuẩn khoảng cách an toàn không áp dụng các quy trình chăn nuôi sạch và an toàn theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp chưa đầu tư hệ thống xử lý chất thải tận dụng chất thải để sử dụng cho mục đích có lợi để giải quyết căn cơ vấn đề này trước hết ngành nông nghiệp sớm triển khai các quy định của luật thú y năm 2015 và luật chăn nuôi năm 2018. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh theo quy định của luật thú y, luật chăn nuôi và quyết định số 1520 trên quy đề TTG ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trong đó định hướng chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi trang trại, nông hộ chuyên nghiệp theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp, chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường. Đối với hộ không có khả năng chuyển đổi thì ngành nông nghiệp hướng dẫn xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện xã tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm đối với các hộ cố tình vi phạm hoạt động xả thải các ngành các cấp tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hộ chăn nuôi nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Đồng thời, Quỹ ban nhân dân cấp xã phải tăng cường hơn nữa, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt theo quy định trường hợp hộ chăn nuôi phát sinh không đảm bảo khoảng cách, xen trong dân cư, không xử lý chất thải chăn nuôi. Quý vị và các bạn vừa nghe bài nâng cao ý thức hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin kính chào tạm biệt